Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu, mình là một mẹ bỉm. Ở trong suốt thời gian qua, mình đã hỗ trợ và hướng dẫn cho rất là nhiều những mẹ bỉm có con mà bị tiêu chảy, đặc biệt là ở giai đoạn sơ sinh mọi người ạ. Và thường thì con sẽ gặp hai cái vấn đề, đó chính là con bị quá tải lactose và con bị bất dung nạp lactose mọi người ạ. Và đối với những cái bạn mà bất dung nạp lactose thì nó có một cái vấn đề mà mình cần đặc biệt quan tâm, đó chính là mình sẽ phải sử dụng kết hợp thêm cả sữa free lactose cho con để giúp cho con chóng bình phục và uống lại được sữa thường hay là sữa mẹ hoàn toàn được mọi người ạ. Đối với những bé mà mình đã hướng dẫn cho con dùng sữa free lactose ấy mọi người ạ, thì các bạn ấy quá trình hồi phục rất là nhanh, chỉ sau 1 đến 2 tháng là các bạn ấy có thể uống được sữa thường hoàn toàn được mọi người ạ. Chính vì thế mà mình thấy rằng đối với lại các bé bị bất dung nạp lactose thì sữa free lactose nó là một trong những giải pháp vô cùng quan trọng và nó sẽ giúp cho đẩy nhanh quá trình mà con uống lại được sữa thường. Bên cạnh đó thì mình vẫn phải dùng thêm những cái thực phẩm, đó chính là men vi sinh và kẽm, để giúp cho cái niêm mạc ruột của con luôn luôn được bảo vệ và được làm mới phù hợp với lại cái tình hình sức khỏe và hiện tại của con đấy mọi người ạ. Và hôm nay mình sẽ review cho mọi người 5 cái loại sữa công thức mà mình thấy nó khá là phù hợp đối với các bé, cũng như là về điều kiện về kinh tế hay là cũng như là độ khan hiếm trên thị trường, để giúp cho các mẹ có thể dễ dàng tìm được các loại sữa phù hợp với con, để giúp cho con đi phân đẹp hơn này và tăng cân tốt hơn, cũng như là sẽ giúp cho con sớm bình phục và uống lại được sữa thường mọi người ạ. Nhiều mẹ lo lắng là không biết là sữa free lactose nó có như sữa bình thường, con uống vào có tăng cân tốt hay có đảm bảo dinh dưỡng hay không. Thực ra là đối với sữa free lactose thì bảng thành phần nó đều giống với lại sữa thường mọi người ạ. Đó, tuy nhiên có một điểm khác, đó chính là cái đường mà tạo nên cái trong cái sữa đấy thì nó lại khác, nó không được làm từ đường lactose mà nó làm từ đường khác mọi người ạ. Chính vì thế mà nó sẽ giúp cho con là không bị đi ngoài quá nhiều khi mà uống phải sữa có lactose đấy mọi người ạ. Vì thế mọi người hoàn toàn yên tâm là đối với con uống sữa free lactose đều tăng trưởng và phát triển bình thường nhé mọi người nhé. Chỉ có một điều đó chính là sữa free lactose thì đa số nó sẽ có vị khác thường với lại sữa bình thường và sữa mẹ. Đó là có thể có vị hơi đắng đắng đấy, hoặc là nó sẽ có những cái vị khác biệt mà khiến cho con khó nào tiếp nhận được mọi người ạ. Đó, chính vì thế mà đối với những bé bú bình thì không sao, nhưng đối với những bé mà bú mẹ hoàn toàn thì việc tập cho con uống sữa free lactose nó vô cùng khó khăn. Tuy nhiên là mình phải thật là kiên trì và quyết tâm mọi người ạ. Tại vì là khi mà con uống sữa thường, sữa mẹ ấy, thì con bị đi ngoài, mà con đi ngoài mà còn không tăng cân được. Vì thế mình hãy lấy đó là mục tiêu để cố gắng tập cho con uống được sữa free nhé mọi người nhé. Thì trong khoảng thời gian rất là ngắn, có thể 1-2 tháng con sẽ uống được lại sữa bình thường đấy mọi người ạ. Nên mọi người hãy thật là cố gắng và kiên trì nhé. Sữa đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là sữa Nanon 110 mọi người ạ. Vì dòng sữa này thì nó có một cái ưu điểm, đó chính là giá thành tương đối rẻ này, khá là dễ mua này. Và sữa này sẽ dành cho những bạn mà bị dị ứng nhẹ cũng vẫn có thể dùng được mọi người ạ. Còn đối với nhược điểm thì cái sữa này nó khá là khó pha, nó có dễ bị bón cục. Và thứ hai là dòng sữa này thì nó có đạm đậu nành, vì thế mà đối với bé mà bị dị ứng đậu nành ấy thì mình sẽ không nên dùng sữa này nhé mọi người nhé. Còn về tốc độ tăng cân thì đối với sữa này thì nó sẽ không thiên về tăng cân, nên là mình dùng thì hãy cân nhắc nhé mọi người ạ. Mình nghĩ rằng là sữa này rất là phù hợp đối với nhiều mẹ, tại vì nó khá là dễ tìm kiếm này, trong khi đó là giá thành khá là rẻ. Mình có thể tập cho con, nếu mà con không thể thích nghi được với sữa này thì mình có thể chuyển sang các loại sữa khác. Đấy, nó không quá là phí phạm khi mà mình dùng sữa đắt luôn cho con nhưng con không hợp tác thì nó sẽ rất là lãng phí mọi người ạ. Vì thế mà mình hãy thử tìm cái loại sữa free nan này nhé mọi người nhé. Và sữa thứ hai mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là sữa Enfamil Free Lactose mọi người ạ. Về dòng sữa này thì nó có một cái ưu điểm, đó chính là vị của nó khá là ngọt chứ không nhặn đắng như là sữa nan mọi người ạ. Và sữa này thì con uống sẽ nên cân khá là đều, nên cân tốt, và phân con đi sẽ khá là đặc và đẹp mọi người ạ. Tuy nhiên là có nhược điểm, đó chính là đối với những bạn nào mà không ưa ngọt ấy thì sữa này nó lại không thích hợp. Và thứ hai là cái sữa này nó lại cũng không khá là dễ mua như là sữa nan đâu mọi người ạ. Vì thế mà mọi người có thể cân nhắc nhé.
Sữa thứ ba mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là sữa Aptamil Free Lactose mọi người ạ. Về dòng sữa này thì nó có ưu điểm đó chính là sữa này khá là xịn sò luôn mọi người ạ. Vì là sữa nhập khẩu này và vị của nó cũng rất là dễ uống, ngon và ngọt mọi người ạ. Bên cạnh đó thì con uống sữa này thì tăng cân khá là tốt và phần đi rất là đẹp đấy mọi người ạ. Tuy nhiên là có nhược điểm đó chính là khá là đắt. Một hộp 400g thì có giá từ 450 đến 470.000 70.000 đồng đấy, trên một hộp đấy mọi người ạ. Và nó cũng khá là khó mua, chính vì thế mà mọi người có thể cân nhắc nhé. Sữa thứ tư mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là sữa Frenlite LT mọi người ạ. Không biết là mình đọc có đúng hay không. Tuy nhiên là dòng sữa này nó có ưu điểm đó chính là sữa này cũng khá là thơm ngon và dễ uống. Con đi phân cũng rất là đẹp khi uống sữa này và con tăng cân cũng khá là tốt. Sữa này thì cũng khá là xịn sò vì là sữa của Pháp mọi người ạ. Có một nhược điểm thì cũng giống như là sữa Aptamil, đó là nó khá là khó mua và cũng giá thành thì cũng hơi cao một chút đấy mọi người ạ. Dao động từ khoảng 300 đến hơn 300 đấy mọi người ạ. Và sữa thứ năm, sữa cuối cùng mình muốn giới thiệu cho mọi người, review cho mọi người đó chính là sữa Similac Total Comfort mọi người ạ. Mình thấy dòng sữa này khá là ổn. Sữa này có thể dùng được cho các bé mà bị dị ứng nhẹ hoặc là bị bất dung nạp nhẹ thôi nhé mọi người nhé. Thì có thể dùng sữa này. Sữa này thì cũng khá là dễ uống này, con tăng cân tốt và phân khá là đẹp. Tuy nhiên là sữa này thì không nên dùng cho những bé mà bị bệnh dị ứng này, dị ứng nặng này và bé bị bất dung nạp nặng mọi người ạ. Tuy nhiên sữa này cũng rất là khó mua và giá thành cũng tương đối cao. Chính vì thế mọi người cân nhắc nhé. Và mình đã vừa review cho các mẹ 5 loại sữa công thức mà mình thấy khá là phổ biến đối với các mẹ có con bị bất dung nạp thường dùng mà rất là ok đấy mọi người ạ. Đối với từng bé thì sẽ có một loại sữa phù hợp, chính vì thế mà mình hãy tập cho con từ cái loại rẻ tiền đến loại đắt tiền, hay là từ loại dễ tìm đến loại khó tìm để mình có thể tìm ra loại sữa phù hợp giúp con tăng cân tốt, đi phân đẹp và giúp con chóng uống lại được sữa thường nhất đấy mọi người nhé. Và hy vọng với video mình vừa chia sẻ sẽ thêm cho các mẹ được nhiều kiến thức để lựa chọn sữa cho con mình phù hợp nhất. Và nếu mọi người thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình thêm một like, một đăng ký kênh và một nút chuông để video sau mình ra thì mọi người sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại ở video lần sau.